Kính lại Đức Thế Tôn, quy các Phật Đà, nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi. Trên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ, nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, tưởng hành hạnh trí huệ. Tâm hợp mọi phương đứng, báo thân này kết thúc, cùng sinh về cực ấy là. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nước lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thi ký Phật. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Nam mô Tô Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi, cho con rửa sạch nghiệp đi. Làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm, mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham ít sân não phiền. Không tin Tam Bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa.
sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri con nguyện y vào lời ngay, bao nhiêu tội lỗi xưa nay hiện tại quá khứ từ rày ăn năn, dù qua muôn vạn khó khăn con xin sám hối hoàn toàn tự tâm mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con nguyện một giả sắc son, đế đầu kính lại chư Tôn các Ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn
đời tôi khiến quý Tam Bảo trước tiên. Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau. Tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bán ngã mưu cầu thành cao. Trải thân trong chốn ba đạo, mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu Tam Bảo gia trì độ con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy tận hư không khắp pháp giới mười phương hành thái tăng. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, mà con xin tận đáy tâm hồn ăn năn. Kể từ vô thủy trôi lăn, luân hồi muôn kiếm trong lặng, phàm phu không phân sang cả hèn ngu. Gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờ, lớn như sóng biển vô số, nhiều như cán trải đôi bờ hằng gian. Do đau tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê, nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đôi người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bà lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lăng xăng, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Mà cản ngăn tri giác nội tâm, mà có đường giải thoát mê lầm chúng sanh.
Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên, ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệm trần lao sanh dần, bốn ngàn tam vạn khổ luân, cũng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, 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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cùng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thể nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ, một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân, con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên, thật đang sâu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thèm huyên thuyên nói cười, hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng về tội lỗi triền miên, chánh xa địa ngục xa nghiền khảo tra, xúc sanh quỷ đói ác mà đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần, hãy xem sông chánh xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nấu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân, toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chẳng phần thành cao, mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay.
Bốn là vọng mạnh không tẩy, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mắc hình hài phàm phu anh. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù điện miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền, thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân. Sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con sinh, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương. Cũng vì hai chữ tình thương, sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh. Muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm. Làm sao báo nổi Phật ân, vá khiên dấu nặng hạ ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh. Để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật đã, một đời xin nguyện thiết tha tu hành. Mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau. Tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn phận thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng. Tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều, phát sinh tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh. Nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành.
Nguyện nhờ công đức cao dày phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên ăn năn bà số não phiền cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành sáng soi ba tuệ ba minh ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong não phiền bốn số trong lòng nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em bốn vô lượng bốn tín tâm ác duyên thông khổ không cần sợ chi nhân duyên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn năm phần năm mắt như băng đời đời kiếp kiếp chẳng hằng dính nhớ thần thông sao thứ có dư sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao anh sao ba la mật hạnh cao sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh nhiễm mơ chẳng vương trên mình nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi nguyên nhân bài số trở đi cho đến mười số tức thì tiêu tan ngồi hoa thanh tịnh yên bà đằng tám công đứng thủy quay mang lưỡi xanh hành mười vị cũng viên thành đoạn trừ chín đô thực hành chín phen nguyên nhân mười một trở lên mười hai mười tám nhân phiền não tiêu nhằm vào thể tánh cao siêu tánh không lý giải muôn điều đều thông anh bánh xe chánh phá chuyển vòng ngự tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh mười tám bất công hoàn thành vô lượng công đức sẵn dành độ tha nguyện dù ở tại ta bà cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng nguyện lòng cung kính mười phương chí thành lễ lại cung dường chư tôn nam mô tỳ lô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Nay con đảnh lễ Phật rồi, xin sám hối việc muôn đời lâu xa, nguyện rời ác hữu chúng ma, dựng xây cuộc sống an hòa tương lai, tiêu trừ nghiệp án lâu dài, từng hành nghiêm thiện chẳng phải lời nguyện, làm người dù bất thánh hiền cũng vương lầm lỗi ưu phiền đôi khi. Cũng do tập quán hành vi, cũng do lời nói nhiều khi lỡ làng, thánh còn tu chẳng dễ dàng, phàm phu dám hỏi cương thường đường ru anh. Các bậc tri giả ngày xưa biết quan sáng lỗi mới chừa được ai, kẻ ngu nào có biến hay, lỗi lầm che giấu tội ngày càng tăng anh. Triền miên như cá sông Hằng, chẳng phương tỉnh thức trời trắng miệt mai, phá tâm hổ thẹn sớm mai, triền tiêu nghiệp tội xưa rày nặng mang. Khi xưa chư Phật cũng làm, mà phán lộ sám hối niên bàn dựng xây, con nhờ công đức cao dày của vô lượng Phật chỉ bài ăn năn, khiến cho phước huệ càng tăng, công phu sám hối sánh bằng trời cao. Nam mô Đông Bắc Phương Tịch Chư Căn Phật. Nam mô Tịch Diệt Phật. Nam mô Đại Tướng Nam mô Tịnh Thắng Phật. Nam mô Tịnh Diệu Thịnh Phật. Nam mô Tịnh Thiên Cung Dường Phật. Nam mô Thiện Hóa Phật. Nam mô Hóa Phật. Nam mô Thiện Ý Phật.
công phu sám hối thực hành, trước cần nghiêm chỉnh thân hình, ngoài trong ngoài thời chim bái tôn dung, trong thời quan tướng môn lòng thiên thai. Quan thân trong cõi ta bà, cố tình tham luyến mãi mà đường sao ai, một mai hơi thở không vào, bốn đại tan rã khi nào phục hồi. Nếu không gặp Phật ra đời, cùng chư hiền thánh hết lời bảo ban, mà nghe bạn hữu hoang đàn, nướng sâu nạn hiểm hố hang, bước vào lỗi lầm tạo tới chừng nào, luân hồi muôn kiếp đã vào khó ra. Thứ hai từ nghĩ đời ta, tuy gặp Phật pháp nhưng mà uổng thay, chẳng từng biến sống hàng ngày, y lời phân dạy mà dạy công tu hình. Mong ngài thoát khỏi ngục tù, nói dòng huệ mạng công phu chân truyền, lại còn che giấu phận hèn, trên ngang ngoài mặt chẳng phiền chẳng lo. Chậm chân đã lỡ chuyến đò, còn đâu dám nhận là ngu nhất đời. Lẽ đâu hiền thánh Phật trời, chẳng hay chẳng biết ba thời tôi xưa. Ngu si mà cũng giải khờ, con xin sám hối trong nhờ lưỡng trên. Chư Phật Bồ Tát thân hiền, con xin đánh lễ nghiệp duyên sám trừ. Nam mô Hạ Phương Thật Hành Phật. Nam mô Thật Hành Phật. Nam mô Hạng Tuệ Phật. Nam mô Kiên Cố Vương Phật. Nam mô Kim Cang Tệ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Phật Tăng Phật. Nam mô Như Thật Trụ Phật. Nam mô Thành Công Đức Phật. Nam mô Công Đức Đắc Phật. Nam mô Thiện An Lạc Phật. Nam mô Thiên Tìm Càng Phật. Lại xin sám hối phần tiền.
trần sở khi địa ngục xa chân bản ghi tội phước muôn phần chẳng sai anh đầu trâu mặn ngựa ra oai còng đầu theo nghị văn này ít chi diêm vương mặt sắc thị uy hoàng gia trái chủ nợ gì tâu lên anh kẻ thưa đời trước oan khiên sát sanh nấu nướng chân chiên làm mồi người thưa thuở trước tên đời giả mang chiếm đoạt hết tài vật kẻ thưa thân quyến toàn gia nhà tan cửa nát chẳng tha mạng người ngày nay nó đã hết thời thừa cơ báo oán kêu trời chẳng dung minh chứng nhân kéo tới trùng trùng oán kia chồng chất khó lòng kêu đã nói rõ ràng pháp nơi địa ngục chẳng oan uổng gì bình sinh tạo tội quên đi đến khi sống chết nghiệm gì cũng ra tức thì địa ngục phải xa oan hoàng tương báo rất là phần minh anh chiêm vương nội trận lối đình phóng tay hà chỉ gia hình trả oan dẫu vô lượng kim than vàng cũng không thoát cảnh cửa bàn chế xương anh người thân cũng chẳng dám đương mình làm mình chịu dễ nhường cho ai sai sớm cầu sám hối nhẹ vài ba phân anh vô thường ập tới bấn thần hối than chẳng kịp muôn phần uổng công này còn sám tự đáy lòng khẩn cầu Phật thánh thầy động chứng minh ăn năn hết mọi tội tình cúi đầu con lại tâm thành kính dân Nam mô thượng phương vô lượng thân phần Nam mô Nam mô công đức Phật Nam mô vô lượng danh xưng Phật Nam mô Nam mô Đại Công Đức Phật Nam mô Đại Tu Di Phật Nam mô Hàng Phục Ma kể từ vô thị đến nay vô minh che lấp nghiệp dày đã cam từ
chất biện làm đã gây đủ mọi lỗi lầm oan khiến anh. Hiện tại quá khứ vô biên đam mê vật chất do phiền não tham giận hờn phát tác nghiệp sân vô minh nên tạo vô ngần nghiêm sĩ. Từ cao ngã mạn khinh chế nghi ngờ chánh pháp say mê sâu trần hỏng tà kiến lạc nguồn chân không tin nhân quả chẳng cần tính toán. Châm ngã tâm tánh hung hăng ngã luôn tranh phần thắng chẳng nhường nhìn ai ơi u mê suốt cả ba đời chấp thường chấp đoạn chấp đời đến cuồng kiến thủ giới thủ chẳng buông não thân tan nghiệp vọng cuồng đảo đi đời con đã lâm não phiền nay xin sám hối thánh hiền chư tôn con nguyện chẳng dám mỏi mòn để đào sám hối sắc son chỉ thành để đào sám lại hồng danh chứng lòng thành của con tâm lòng tha thiết sắc son não phiền sâu nặng chói mòn tâm can sám trừ phiền não lẫn sang sám tiêu phong dần sám tan biển lười sám cho trí giác kịp thời sám trừ ngũ mũi ta người chẳng phân sám không dối trá dữ dằn sám tàn lửa cháy nung hầm nội tâm sám buông lòng ngậm oán hờn sám trừ công kích tranh hơn với người sám chấp hình tướng bên ngoài sám lòng tham loạn mười hai duyên trần sám cho trọn vẹn mười phần khổ bao tam giới chỉ tâm sám hoài não phiền tác hại mọi loài ăn năn sám hối không phải nhạc lòng và buông đầu lại đấng chi công lại chưa hiền thanh rũ lòng chứng tri nam mô thiên kim cang phẩm nam mô vô cầu quang phẩm nam mô lạng trang nghiêm tư nam mô vô cấu nguyện tràng xưng Phật nam mô hoa quang Phật nam mô nam mô bảo thượng Phật
Nam mô Vô Ủy Quang Phật. Nam mô Viện Lý Chư Uy Kinh Bố Phật. Nam mô Sư Tử Phấn Tân Lực Phật. Nam mô Kim Quang Minh Vương Phật. Tất cả phiền não sám rồi à, con xin phát nguyện một lời thiết tha, cội từ y nghiệm gây ra gốc căn nghiệp tội chính là tham sân em. Si mê ai dùng sân trầm à, giờ xin dứng sạch cõi căn não phiền à, nhận rằng ba cõi nhân thiền à, y như ba ngục trói xiền thân ta. Bốn đại như rắn trong nhà, năm uẩn xem kỳ thực là thù chúng, sao nhập thực chất rộng không, ái dục chân kháng vật trong vật ngoài. Cần tu bát chánh không nài, cần tu đến chỗ vô sai niết bàn, ba mươi bảy phẩm an toàn, mười ba la mật nhẫn cam tu hành. Tu thân miệng ý tịnh thanh, tâm thành phát nguyện lời lành kính dân, chỉ tâm đảnh lễ ba lần, ba ngôi tam bảo tinh cần quy y. Khi tâm quy tận không khắp pháp giới, qua hiền vị lai chư Phật thường trú mười phương. Chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, tôn pháp thường trú mười phương. Chi tâm quy tận hư không khắp pháp giới, quá hiền vị lai chư hiền thánh tăng thường trú mười phương. Bể ái dục sống ngàn trùng mà đại dương khổ đã mênh mông xa vời, cần cầu giải thoát luân hồi, niệm Di Đà Phật thời thời tinh chuyên này. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật.
Đà Phật, Nam Mô A Di 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 Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Chúng con trì niệm danh hiệu chân thật đầy đủ công đức của Phật Di Đà, xin phong từ bi nhiếm thọ chúng con, chứng minh chúng con sám hối phán nguyện bao nhiêu sanh ra. Ngày nay chúng con xin sám hối cả nguyện cầu chúng con trong lúc gần chết khỏi có tất cả mọi thứ trở ngại, trực tiếp nhìn thấy Đức Phật Di Đà, từng khả vãng sanh thế giới cực là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm, bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay đều đem hồi hướng hết thảy chúng sanh, nguyện cầu pháp giới hết thảy chúng sanh cùng đưa vãng sanh thế giới cực. Bán nhà ba la mờ đa tâm kinh quán tư tài quán sau bàn nhã, ngài thấy rằng tất cả là không, năm uẩn cũng thế một dòng mà là không, nên vượt khỏi vòng khổ đau. Xa lời tự pháp sâu tin chẳng sắc là không, không sắc chẳng hai, này xa lời tự nghe đây bốn nguyên cả pháp xưa đầy tướng không, vì không tướng nên không sanh diệt, cũng chẳng tăng chẳng thiếu mây nào, chẳng nhớ chẳng sanh tơ hào, ở trong không đó pháp nào cũng không, đã không sanh lại không cả thọ, tưởng thức hành lại có hay sao? Mắng tai mũi lưỡi thật đau, không thân không ý dễ giàu thức sanh, cũng chẳng có sanh thanh hương vị, xúc pháp kiến cũng chỉ giả thôi, nhãn giới đã chẳng có rồi, đến ý thân giới tham ôi có gì vô.
minh đó là chi chẳng thay, lẽ nào đâu tận thấy vô minh, đến như lão tử chẳng sanh, mong lão tử tận thân tình luôn không. Khổ tâm dìa đào đồng không có trí tuệ mong được có được chăng, các hàng Bồ Tát vẫn hằng ngày theo Bát Nhã không ngăn ngại gì, không sợ hãi viên lý điềm đạo, xa lìa mong tướng đau niên bàn, ba đời chư phân thương làm mà y theo Bát Nhã nhập hàng thánh nhân. Ba la mẫn thường chân đăng giác, ngồi tòa sen diệu giác Bồ Đề, thế nên chú Bát Nhã kia là đại thần chú đưa về nguồn chân, là đại minh oai thần vô thượng, là chú thần diệt chướng vô song. Hay trưởng thầy khổ không phải nên tin chắn xóa lòng hoài nghi, nên như vậy tinh thì nói chủ yết đế yết đế ba la yết đế ba la thân yết đế bồ đề ta bà an yết đế yết đế ba la yết đế ba la thân yết đế bồ đề ta bà yết đế yết đế ba la yết đế ba la thân yết đế bồ đề ta bà an. Công đức sám hối khó nghĩ lường, vô biên phương đứng nên tỏ tường, nguyện khắp chúng sanh trong phạm giới mau về cõi Phật thắng một đường. Duyên lành hồi hướng mau giáng ngộ, văn thù phổ hiền quang năm đồ, các vị Bồ Tát nhiều vô số, đại trí bờ kia chư thiên hồn. Nguyện tiêu ba chương trừ phiền não, nguyện đường trí tuệ đẳng tướng hảo, bao tội chướng sáng tiêu trừ, kiếm kiếp được theo ngôi tam bảo. Tâm thành dẫn hương giới, hương định và hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành môn đài mây, màu chói sáng rực rỡ cúng dường mười phương Phật. Cùng tân ca tôn pháp thanh thải thánh hiền tăng, y tánh làm Phật sư độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng nghiệp, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai hai tạng. Này đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội
đã tạo từ vô thủy cho tham dục ngu si được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi nhờ công đức sám hối được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thái chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xứng dương cùng tán thang ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tân thượng rộng lặng đào cảm thông không thể nghĩ bàn lưới đê cho vi đạo tràng mười phương phân bao hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện cuối đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tần hư không biến pháp giới quá hiện vì lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Hán Ra Đáng Na Đa.
già già nam mô a di đà bà lô kiết đế thượng bát ra gia bồ đề tăng đoá bà giang ma tăng đoá bà gia ma ha ca lô ni ca giang tá bàn ra phẳng về số đang na đang tòa nam mô tơ kiết lần đó y mong a di đà bà lô kiết đế thất phận ra lăng đà bà. Nam mô Na ra cần trì hê ni ma bàn na sa mê tán bà tha đầu vua bằng a thề dựng tán bà tán na na ma bà già ma phàn đàn đầu đăng địa tháng a bà lô hê lô ta đê ca đa đê chi hê ni ma bồ đề tán đó tán bà tăng bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng câu lô kiết mong đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra đề rì ni thân phật ra gia gia ra gia ra ma phạn ma ra mùng đế lệ sam phật ra xá lời pha sa ma phật ra xá gia hô ra hô lô hô lô ma ra hô lô lô hê rì ta ra tất rì tấn rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế rì gia na ra cân trì đi sắc ni na ba già ma na ta ba tăng đa già ta ba ma tăng đa già ta ba tăng đa du nghe tăng ba ra già ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mùng thư gia ta ba ta bà ma tấn đà dạ ta bà dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà đà ma kia tấn đà dạ ta bà na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ma bà lời thân ý ra dạ ta bà nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô rì già bà lô kia đề tướng bàn ra gia ta bà an tất điền đô mạng ra ra bàn đà gia ta bà an tất điền đô mạng đà ra bàn đà gia ta bà an tất điền đô mạng đà ra bàn đà gia ta bà kính lại Đức Thế Tôn quy các Phật Đà nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi trên trả bốn ân nặng dưới giúp ba đường khổ nguyện những ai thấy nghe phát tâm bồ đề tưởng hành hạnh trí huệ tâm hợp mọi phương đừng báo thân này kết thúc cùng sinh về cực ấy là nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni
phần. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, ơi nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phụ Phật. Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi. Cho con rửa sạch nghiệp đi, làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm. Mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin Tam Bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đàn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn. Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm. Mà sám bao tội ác lỗi lầm, mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm. Nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con.
con nguyện một giả sắc son, đê đầu kinh lại chữ to.